Đêm hội WIPO vốn dĩ là sự kiện quy tụ dàn sao nổi tiếng nhất nhì ở Sibit. Năm nay, sự kiện này cũng đã trở thành một bữa tiệc nhan sắc khiến nhiều người chú ý đến. Không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của dàn trai xinh gái đẹp, mà bên cạnh đó netizen còn được thưởng thức không ít màn đụng độ đặc sắc, xoay quanh đó là những bàn tán rôm giả. Đặc biệt thì netizen cũng phải bái phục ban tổ chức bởi chẳng mấy sự kiện có thể xếp được nguyên dàn sao đình đám ngồi cùng với nhau. Đây được xem là hàng ghế đắt giá nhất, cũng được dân tình quan tâm nhất của buổi lễ. Vấn đề sắp xếp chỗ ngồi cũng khá nhạy cảm ở xe buýt, nếu như ai đu xe buýt cũng đều biết hàng ghế đầu ở giữa đối diện sân khấu thường chỉ dùng cho những cái tên nổi tiếng nhất. Thế nhưng ở nhiều sự kiện khác, ban tổ chức muốn né nhẹ Rama khi sắp xếp chỗ thật khéo cho các ngôi sao, nhưng riêng đêm hồi Weibo thì không. Ban tổ chức gom nguyên dàn sao ngồi chung một hàng, mặc kệ có vấn đề gì hay không. Cụ thể thì hàng ghế được chú ý nhất sự kiện hội tụ nguyên dàn đỉnh lưu cùng các tiểu hoa 85 đỉnh đám. Thứ tự được xếp gồm tiêu chiến, địch lệ nhiệt ba, dịch dương thiên tỷ, cốc ái lăng, lưu dược phi, hồ ca, lưu thi thi, dương mịch, an -B -B, đồng lệ á, cao viên viên và dương tử. Dễ dàng nhận thấy việc xếp chỗ thế kia là để sự kiện chụp được khoảnh khắc địch lệ nhiệt ba và tiêu chiến ngồi cạnh nhau. Nhưng hai đỉnh lưu cũng rất khôn ngoan khi biết né nhẹ người kia để tránh cấp nhiệt miễn phí cho sự kiện. Lúc Tiêu Chiến ngồi thì địch lệ Nhật Ba chưa đến, lúc Nhật bang ngồi thì Tiêu Chiến biến mất dạng, như vậy muốn tạo drama cũng không được. Không thể chụp được khoảnh khắc tiêu chiến địch lệ Nhật Ba thì bù lại có ảnh của dịch dương thiên tỷ địch lệ Nhật Ba trong khung hình. Nhưng cái này thì hơi bình thường vì 5 năm trước ảnh này có rồi. Với dịch dương thiên tỷ, anh chàng cũng bị bàn tán vì để hai thành viên GF Boy còn lại ngồi mỗi người một nơi. Sina cũng rất biết cách tạo drama khi tách thiên tỷ ngồi hàng ghế trên, còn Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ngồi chung. Nếu thật sự ngồi như vậy, kiểu gì fan cũng tranh cãi ỏm tỏi, nhưng may là Vương Tuấn Khải nhảy số nhanh nên cố ý đổi chỗ ngồi. Tâm điểm lớn nhất của hàng ghế đắt giá này chính là dàn hoa 85 cùng hồ Ngay sau khi ảnh trong sự kiện được chia sẻ, dân mạng đã dần dần vì sau bao năm dàn tiên kiếm cuối cùng đã tái hợp. Lưu Dược Phi và Hồ là trong tiên kiếm kỳ hiệp 2005, còn Lưu Thi Thi, Dương Mịch, Hồ là trong tiên kiếm kỳ hiệp 3. Chỉ tiếc là thiếu đường yên do cô nàng bị chặn tận 20 phút ngoài cửa, không thể vào dự sự kiện. May mắn là có An Baby ngồi chung với bốn vị này giúp khung hình càng thêm tỏa sáng. Một thuyết âm mưu khác cũng khiến netizen không ngừng bàn tán về chỗ ngồi của Lưu Dược Phi và ba cô tiểu hoa kia. Đó là do thần tiên tỷ tỷ không thích chung đụng với hội của Dương Mịch, liền ngồi riêng biệt và để hồ ca ngồi giữa chắn ngang. Thực tế thì nhìn biểu hiện của Lưu Dược Phi có thể thấy cô đúng là không thân, không có cảm tình gì với hội kia thật. Trong khi đó thì Lưu Thư Thi và Dương Mịch không ngừng tình thương mến thương với nhau dù trước đó từng có thời gian xa cách. Tuy nhiên thì nhiều nhận xét cho rằng cảm thấy Andrew Baby mới thực sự là khuê mật của Dương Mịch vì tương tác tự nhiên thoải mái. Còn Lưu Thi Thi với Dương Mịch cảm giác khá giả chân như cố ý tạo khoảnh khắc thân thiết để cấp nhiệt cho nhau. Nhưng nói gì thì nói nổi bật nhất ở hàng ghế này là Dương Mịch. Việc không có triệu lệ dĩnh tham gia càng giúp cô được chú ý hơn, trở thành tiểu hoa 85 nổi bật nhất của sự kiện. Ở hàng ghế đất giá này an tĩnh nhất chắc là Cao Viên Viên và Đồng Lệ Á, cả hai chỉ cần khoe nhan sắc trò chuyện với nhau là đủ. Khoảnh khắc dễ thương là khi bà xã Triệu Đình có hộp kẹo lên chia cho Đồng Lệ Á và An Chevy. Ngoài ra thì thu hút độ thảo luận cao cũng là câu chuyện sắp chỗ ngồi cực thú vị của ban tổ chức khi để cho Phương Hạc Đệ ngồi giữa tình mới và tình cũ, Bạch Lộc và Ngô Tư Hân. Nhiều khán giả không khỏi bật cười trước biểu cảm hoang mang của Vương Hạc Đệ, không biết bắt chuyện với ai trước khi ngồi kẹp giữa hai mỹ nhân được cho là tình cũ, tình mới màn ảnh là Ngu Tư Hân và Bạch Lộc. Thậm chí thì nhiều người còn nhận định đầy đích thị là bùng binh tình cảm vì mối quan hệ phức tạp của ba ngôi sao này. Cuối cùng là vị trí ngồi của Dương Tử. Không gần đỉnh lưu, không gần các tiểu hoa 85, Dương Tử ngồi cuối hàng, còn Tiêu Chiến ngồi đầu hàng ghế. Tưởng không thể có tương tác nhưng sau so cùng thì couple của Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn vẫn tái hợp nhờ màn lôi kéo của nhân viên ban tổ chức. Lần này thì fan couple đúng là nên cảm ơn anh chàng đó, nếu không thì làm gì có chuyện Dương Tử Tiêu Chiến đứng chung sân khấu cùng ngắm pháo bông giấy. Chỉ mới là vị trí ngồi của gian sao thôi nhưng có vẻ như đêm hội Weibo này đã có khá nhiều chuyện để bàn. Đó là chưa kể hàng ghế của gian hoa 90, 95 và các tiểu sinh. quả là một sự kiện với nhiều điều thú vị, hy vọng năm sau sẽ càng drama hơn chúng mình là tốt sao hoa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi còn bây giờ xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo